ấy, bên đấy còn có kẹo nữa. À, bộ vườn dâu này sao mà có nhiều kẹo chứ hả em? Ui, bên đây có nè. Ui, vậy là ở vườn dâu này kẹo nhiều lắm đi ơi. Mình đi nữa rồi còn không nghe. Trời luôn, hái như chỗ dầu cũng quá trời luôn. Các bạn ai muốn ăn dâu không?